Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 5, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tiến hành kiểm tra và làm việc với ban lãnh đạo công ty cổ phần Đồng Tả Phời về tiến độ triển khai tổ hợp dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ và nhà máy tuyển đồng Tả Phời. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong cùng đoàn công tác đã tiến hành khảo sát tiến độ xây dựng nhà máy tuyển, khu vực xử lý chất thải và quy hoạch khai thác của dự án Đồng Tả Phời. Qua nắm bắt cùng với báo cáo của ban lãnh đạo công ty, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên đang lao động tại dự án Đồng Tả Phời. Đồng chí nhấn mạnh so với kế hoạch dự án Đồng Tả Phời đã chậm khoảng 1 năm, tuy nhiên với tinh thần cầu thị, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của tỉnh cũng như các ngành chức năng trong việc điều chỉnh quy mô dự án, đến nay dự án tuyển Đồng Tả Phời đã cơ bản hoàn thành, nhiều hạng mục đã được đưa vào vận hành không tải, đảm bảo thiết kế an toàn. Đặc biệt khi dự án chính thức đi vào hoạt động sẽ cùng với các dự án công nghiệp khác góp phần quan trọng vào việc tăng thu cho ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động, thúc đẩy bộ mặt nông thôn Tả Phời phát triển. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu ban lãnh đạo công ty cổ phần Đồng Tả Phời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương và các ngành chức năng rà soát các công trình, hạng mục liên quan đến đảm bảo an toàn môi trường, tránh tình trạng ô nhiễm, sự cố như đã xảy ra ở một số dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Ngày 16 tháng 5, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Lào Cai đã thông qua ý định và giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 cho huyện Bảo Yên. Đến dự chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban ngành liên quan, lãnh đạo huyện Bảo Yên. Sau khi nghe dự thảo ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bảo Yên, lãnh đạo huyện Bảo Yên đã báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập vị trí diễn tập phần cơ chế, khu vực thực binh, thời gian làm công tác chuẩn bị diễn tập. Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lào Cai đã kiểm tra đánh giá lượng thực tế của từng công việc và thống nhất điều chỉnh một số vị trí phù hợp với nơi diễn ra thực binh, tạo thuận lợi trong quá trình chuẩn bị và các địa phương đơn vị đến tham quan diễn tập. Phát biểu tại cuộc kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hữu Thể, trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh yêu cầu huyện Bảo Yên tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của tỉnh về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc, xây dựng kế hoạch tổ chức phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, các phòng ban, các đơn vị liên quan, xác định thực binh xử trí tình huống A2, thực binh bắn chiến đấu phòng ngự cấp đại đội đảm bảo chặt chẽ an toàn, tích cực đổi mới phương pháp diễn tập, chất lượng thiết thực hiệu quả tiết kiệm, kết hợp diễn tập khu vực phòng thủ với đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ bản các thành phần thế trận trong khu vực phòng thủ và phát triển kinh tế xã hội, bổ sung cơ sở vật chất cho lực lượng vũ trang, nâng cao thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Dự kiến cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bảo Yên năm 2018 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 10 năm 2018. Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Bảo Yên phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến tổ chức lễ phát động tháng công nhân năm 2018 và hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Dự lễ phát động có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai, huyện Bảo Yên cùng 136 cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đại diện cho gần 3.000 công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện. Tháng công nhân năm 2018 với chủ đề Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên được Liên đoàn Lao động huyện Bảo Yên phát động với mục tiêu hướng về đoàn viên và người lao động, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho người lao động để quyền lợi được đảm bảo, phúc lợi được tốt hơn so với năm trước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân viên chức người lao động, người sử dụng lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, thăm hỏi động viên công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở. Mỗi công đoàn cơ sở sẽ đăng ký đảm nhận một công trình phần việc và các công đoàn cơ sở sẽ tiếp tục
thực hiện các cái nhiệm vụ, đặc biệt là gắn với cái phong trào xây dựng nông thôn mới. Sau lễ phát động, các cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đã tham gia đổ bê tông tuyến đường giao thông nông thôn tại bản Cán Trải, xã Tân Tiến, khám tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân. Xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tại xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, coi trọng giá trị gia tăng, hình thành các vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực, tập trung theo quy hoạch, xuất hiện nhiều mô hình gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản bình quân năm 2017 đạt 2 tỷ 521 triệu đồng, tăng 198% so với năm 2008. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 18,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 21,46% năm 2017 theo chuẩn mới. Cơ cấu lao động có sự chuyển dịch tích cực, lao động phi nông nghiệp ngày càng tăng, tỷ trọng lao động trong lĩnh vực nông lâm thủy sản trong tổng số lao động trên 15 tuổi đang làm việc trong nền kinh tế giảm từ 65,38% năm 2008 xuống còn 52,33% năm 2017. Cơ cấu ngành nghề của các hộ gia đình đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm số lượng và tỷ trọng nhóm hộ nông lâm thủy sản, tăng số lượng và tỷ trọng nhóm hộ công nghiệp và dịch vụ. Thời điểm này, các chủ rừng là hộ gia đình, ủy ban nhân dân các xã, các ban quản lý rừng và các công ty đang được thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2017. Dự kiến đến hết tháng 5 này, Lào Cai sẽ chi trả hơn 51 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, số tiền cao nhất từ trước tới nay. Số tiền này được chi trả cho các tổ chức cá nhân tham gia bảo vệ trên 215.000 hectare rừng của toàn tỉnh. Như vậy, đến thời điểm này, khoảng 2/3 diện tích rừng của Lào Cai đang được chăm sóc, bảo vệ nhờ nguồn chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Năm 2017, toàn tỉnh có gần 17.000 hộ gia đình, 112 xã và 17 chủ rừng là các tổ chức được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng. Lưu vực được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cao nhất là khu vực huyện Bát Sát với số tiền lên trên 600.000 đồng cho bảo vệ 1 hectare rừng và thấp nhất là huyện Mường Khương với 71.000 đồng. Dự kiến trong năm 2018, Lào Cai sẽ thu khoảng 85,5 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Số thu này sẽ tăng khoảng 1,8 lần so với năm 2017. Nguồn vốn này sẽ bổ sung nguồn lực đáng kể để Lào Cai làm tốt hơn công tác trồng và bảo vệ rừng, góp phần nâng cao độ tán che phủ rừng lên đến trên 55% vào cuối năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc học tập và làm theo lời Bác được các cán bộ, hội viên, hội cựu chiến binh trên địa bàn các địa phương tích cực hưởng ứng. Các cựu chiến binh đã phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương để thoát nghèo, giáo dục con cái thành đạt, góp phần tích cực xây dựng quê hương được đồng đội và người dân mến phục. Cựu chiến binh Đỗ Văn Thùy ở thôn Nậm Giàng, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà là một trong những điển hình như vậy. Năm 1974, theo tiếng gọi của Đảng, ông Đỗ Văn Thùy lên đường nhập ngũ, tham gia vào chiến dịch giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đến năm 1979, ông xuất ngũ trở về thôn Nậm Giàng, xã Bảo Nhai để sinh sống. Nhận thấy tiềm năng đất đai dồi dào, ông đã đầu tư vào trồng rừng. Ông đã chọn mua giống cây ở những cơ sở có uy tín. Nhờ kiên trì học hỏi, áp dụng kỹ thuật, 1 hectare rừng của gia đình đã có 600 cây mỡ khép tán, một số cây đã tới tuổi thu hoạch. Nhận thấy tiềm năng kinh tế mà rừng mang lại, năm 2015, gia đình ông Thùy tiếp tục mở rộng diện tích trồng thêm 2 hectare quế. Hiện diện tích quế đang sinh trưởng và phát triển tốt, sẽ cho nguồn thu không xa. Nói chung là về kinh tế gia đình, so với trước thì gia đình rất là ổn định. Phát huy cái truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, quan tâm đến cái đường lối chính sách của Đảng, quan tâm đến đời sống của gia đình và cũng như là quan tâm đến đời sống của mọi người. Thì tôi mong ước một điều, tức là cấp trên là quan tâm đến cái đời sống là của những người lính mà trở về đời thường như tôi và như các anh em đồng đội khác. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, gia đình ông Thùy đã đầu tư xây dựng 100 mét vuông chuồng trại nuôi lợn, gà lai trọi. Có lợn nái sinh sản nên gia đình ông đã chủ động được nguồn giống để gối đàn. Do đó thường xuyên trong chuồng nuôi của ông lúc nào cũng có từ 10 đến 15 con lợn thịt. Mỗi năm trừ chi phí cũng mang lại cho gia đình ông mức thu nhập trên 200 triệu đồng. Ngoài chăn nuôi lợn, gà, ông còn đào ao nuôi cá với diện tích 3.000 mét vuông mặt nước, một năm 2 lần thu hoạch, mỗi lần trên 1 tấn cá. Không chỉ là tấm gương điển hình trong việc phát triển kinh tế, ông còn là hội viên năng động tích cực trong công tác hội. Ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và giúp hội viên và bà con nhân dân tại địa phương cùng vươn lên xóa đói giảm nghèo.
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thì đối với đồng chí Thùy là chấp hành, gia đình chấp hành và ủng hộ cái đóng góp xây dựng nông thôn mới đối với thôn bản rất là đầy đủ, và gia đình rất là nhiệt tình đóng góp và xây dựng. Đồng thời đồng chí có vai trò trách nhiệm rất là cao, vận động gia đình và con cái thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Hội cựu chiến binh xã cũng thường xuyên tuyên truyền động viên hội viên cựu chiến binh với tinh thần là chủ động xây dựng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, không cam chịu nghèo đói. Và cũng đã tổ chức cho anh em tham quan học hỏi các cái mô hình kinh tế ở địa phương, và anh em thống nhất với anh em về quan điểm là mô hình nào phù hợp với điều kiện gia đình mình thì sẽ áp dụng vào để phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Với nghị lực của người lính, nhờ dám nghĩ dám làm, cựu chiến binh Đỗ Văn Thùy đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ông xứng đáng là người lính Cụ Hồ, là tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi để mọi người học tập và làm theo. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.